Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa đón nghe toàn bộ nội dung chương trình tạp chí Tri thức và Đời sống kỳ này. Ban biên tập chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của toàn thể quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình và bài viết cộng tác xin được gửi về hòm thư điện tử Tri thức Đời sống @gmail.com và btvghnm@gmail.com. Thư tay xin gửi về địa chỉ 56 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại 33518292. Rất mong nhận được sự cộng tác của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Biết bao người rộn ràng trong tiếng ca, mỗi là ai là một gia đình lớn, mỗi là ai là người bạn đáng yêu, mỗi là ai là vầng mây ấm, mỗi là ai là anh em một nhà, mỗi của ta là niềm tin từ xa, mỗi của ta là người bạn đáng yêu, mỗi của ta là niềm hạnh phúc.